quản tu ti ra cái gì ra cái này. Xin chào các tình yêu nhé. Video hôm nay hứa hẹn sẽ chiêu lòng các fan hero team hết chỗ chê luôn. Mọi bí mật thầm kín về đường tiền, đường tình của các thành viên sẽ được bóc trần liền đây. Come on nào. Úi úi, mới mở đầu thôi mà gặp câu hỏi chất lư luôn. Đảm bảo không tò mò không lấy tiền đâu nha. Các bạn có biết tất cả thành viên hero team đều bị thế lực thần bí nào khống chế không? Big Boss hay điện thoại? Úm ba la, đáp án hiện ra, tèn tèn, là chiếc dế yêu của mỗi người đó các bạn ơi. Nói vui thế thôi, chứ thực ra do đặc thù công việc làm YouTube nên mọi người trong team hầu như sẽ cầm điện thoại suốt ngày. Mà nhanh trí nghĩ, có khi lúc đó hero team đang trả lời comment của các bạn cũng nên ý. Câu hỏi thứ hai là một câu hỏi ú à nè. Cả team ai cũng có kênh riêng, phát triển như diều gặp gió ấy. Bạn có tò mò về độ giàu có của các thành viên không? Theo bạn, ai là Rich Kid được cả đội bình chọn, mèo Sammy hay Sammy Đào? Nói thật, nhìn vào lượt đăng ký kênh và độ hot hit thì bạn biết ngay rồi đấy, chính là nàng mèo nhà ta. À không, nhà hero team chứ ai. Anh Mr. Vịt đã lên tiếng xác nhận điều này rồi. Không những thế còn bật mí rằng Sim đã bỏ ra chục triệu để mua một cái tai nghe chỉ vì nó có màu hồng và có tai mèo thôi đấy. Đúng là cu tè hết sảy con bà bảy nhỉ. Câu hỏi thứ ba hot 100 độ luôn. Ngoài chuyện thu nhập thì đời sống tình cảm của hero team cũng được hóng hớt không kém đâu. Hãy nhìn kỹ những gương mặt vàng trong làng Minecraft này, bạn nghĩ ai đến giờ chưa có mảnh tình nào vắt vai? Chính là chị đại ca mui chứ đâu, chị đây ế là vì chị khó nhé, mà gọi ế cũng chẳng đúng đâu, đơn giản là ca mui thích cô đơn lẻ bóng thôi mà. Ca mui nổi danh độc thân, never kim cương trong tim vì đã qua 27 nồi bánh chưng mà chưa có mảnh tình vắt vẻo nào cả. Ai cũng thấy lạ, nhưng chị đại thấy vui là được rồi, phải không các bạn? Ai fan chị điểm danh bày tỏ ngay nhá. Câu hỏi tiếp theo này đảm bảo ngược 180 độ luôn đây. Trong một team đã có người độc thân bền vững thì ắt phải có người tình sử viết thành sách chứ nhỉ? Theo bạn, ai là người nhiều người yêu nhất, Phong Cận hay Mr. Vịt? Cuộc chiến giành ngôi vương phong lưu này càng đét à nha. Và nhanh trí xin công bố, người nhiều người yêu nhất chính là anh Mr. Vịt. Nhìn này các bạn, cái sự đẹp dai này, cái sự hề hước này và bla bla tài năng khác đã làm các chị em đổ gục hết rồi đấy. Nhưng khoan, anh Vịt đã xác nhận có tận 1.970.000 người yêu trên YouTube đó nha. Ai fan của anh chắc sướng rơn rồi. Ô mà tự dưng đang vui, sao nhanh trí thấy bực thế nhỉ? Chắc là trời nóng đấy. Thế nên thật là thắc mắc, thành viên nào trong Hero Team sẽ kiềm chế cơn giận tốt nhất nhỉ? Kyron hay Mr. Vịt? Câu này khá dễ phải không các bạn? Làm trưởng nhóm tất nhiên phải có một cái đầu lạnh rồi, đó là anh Mr. Vịt. Sắp quạo quạo một tí là hất cả xô nước đá cho tỉnh táo nhé. À, nhanh trí chỉ ví dụ như thế cho bạn dễ hiểu thôi, chứ không ai chơi dại vậy đâu. Vừa rồi bạn đoán đúng chứ, mà thôi cũng chẳng quan trọng, dù đúng hay sai thì đến câu này cũng sai bét thôi à. Đố bạn biết ai não cá vàng nhất team, Mr. Vịt, Simmy hay Sammy? Ngạc nhiên chưa nào? Là lá lá, đáp án là cả ba luôn nha. Trong video đoán tính cách qua cung hoàng đạo trên kênh của chị Camui, Song Ngư được xếp hạng trí nhớ não cá vàng nhất đấy. Và thật không may, cả Mr. Vịt, Simmy và Sammy đều thuộc cung này. Tuy là hỏi vui thế thôi, nhưng Camui đã chứng thực điều này rồi nha. Cả ba là chúa tể quên quên nhớ nhớ, cần lắm một ai đó trông nom đấy. Có ai tình nguyện không? Comment ứng tuyển ngay nhé. Câu hỏi số 7 là một siêu bí mật, chỉ có ai có tố chất cảnh sát hình sự có khi mới biết. Bạn nghĩ chị đại ca mùi thời học sinh được gọi là gì? Con nhà người ta hay dân chơi thứ thiệt? À ha, nghe danh chị đại là biết ngay rồi, dân chơi thứ thiệt chứ còn gì nữa. Khoan, bị lừa rồi, ca mùi có thể được gọi là con nhà người ta trong truyền thuyết cơ. Ca mùi chân thật khoe, đã từng đi thi học sinh giỏi tỉnh, giỏi huyện, thậm chí đạt giải trong vài cuộc thi nữa. Tất cả thành viên Hero Team cũng công nhận ca mùi là vị thần của những con số, là bạn biết như nào rồi đấy. Nãy giờ giải đố quên cười, cười một cái thôi, nụ cười em giờ là nắng cho anh thêm bao mơ màng. Bạn nghĩ thành viên nào của Hero Team có nụ cười xinh nhất?
nói đắm chìm một nụ cười cơn say theo cả đời, vậy mà giờ đắm chìm tận 8 nụ cười rực cháy như ánh mặt trời này thì biết phải làm sao đây? Ai bảo con trai cười không xinh chứ, tươi thì nay cơ mà. Nhanh trí xác định u mê không lối thoát cả 8 điệu cười này rồi. Còn bạn thì sao? Ai là người cười xinh nhất trong lòng bạn? Thứ nhất là cười, thứ nhì là tóc. Một mái tóc mượt mà cũng gây ấn tượng mạnh lắm đấy. Vậy bạn có biết tóc ai từng dài nhất Hero Team không? Là Sammy Đào hay chị Camui? Tin nóng sốt dẻo, nghe xong ngất xỉu liền đây. Thật không thể ngờ, chị đại nhà Hero Team lại từng có mái tóc dài chấm gối luôn đấy. Nhấn mạnh là đến gối, chứ không phải đến eo đâu nha. U là trời, tưởng tượng mùa đông giá rét, lấy tóc làm mền luôn được đấy các bạn ơi. Tóc đen cười duyên rồi, thì phải đến dáng hình là lướt chứ nhỉ? Ý nhầm, dáng hình chuẩn chỉnh. Có một sự thật được bao fan đồn đoán về thành viên cao nhất team, bạn nghĩ đó là ai? Cha cha, quả là bí ẩn quá trời, vì thế mà xuất hiện biết bao thành suy luận, thiên tài toán học nhìn hình ảnh đoán chiều cao của các thành viên đấy. Đỉnh điểm là fan nói, Camui cao 1m7, nặng 40kg cơ. Nhìn tấm ảnh này là biết ngay rồi ha, lỡ khiến fan nào vỡ mộng thì cho nhanh trí gửi lời xin lỗi sâu sắc nhé. Sự thật mất lòng mà, còn về thành viên cao nhất team ư, đó vẫn là một ẩn số. Thôi, tò mò chiều cao cân nặng là chuyện xưa quá như quả đất rồi, giờ xuyên không về quá khứ mới vui nè. Bạn có biết khi mới vào team, Siro có ấn tượng không tốt với ai không? Kyron hay Timmy? Câu hỏi này vừa hot vừa hack não lắm phải không nào? Thì để nhanh trí bật mí lẹ lẹ cho nha. Ban đầu Siro có ấn tượng không tốt với Timmy. Siro đã vừa cười vừa kể rằng lúc đầu anh thấy Timmy cọc tính, rất dễ nổi giận với mọi người nên anh thấy khó chịu. Nhưng khi đã thân thiết thì Siro nhận ra đó là tính cách đặc trưng của Timmy và thấy thương cô nàng hơn đấy. Thế mới biết team này thật đáng yêu. Mà bạn có muốn đáp đúng câu hỏi tiếp theo không? Phải là fan gạo cội đích thực của Hero Team mới được. Bạn có biết đâu là tính xấu của anh Mr. Vịt không? Chọc cười hay quá sạch sẽ? Anh Vịt có nhiều tính xấu lắm các bạn ạ. Nhanh trí cũng thế, mà chắc các bạn cũng vậy phải không? Ai mà chả có tính xấu, nhưng anh Vịt thì rất chi là sạch sẽ. Đến độ bị cho là tính xấu thì mình chịu thua luôn ý. Các thành viên tâm sự rằng ai mà ăn uống bị rơi vãi, dù là một giọt nước thôi thì chàng Vịt cũng khó chịu ra mặt đấy. Nên tốt nhất là phải tìm ngay một cái khăn xóa sạch mọi dấu vết nha. Mà cũng đúng thôi, Mr. Vịt là đội trưởng mà, phải khó như thế mới gánh vác được cả team chứ. Vậy bạn có biết ai là người khiến Mr. Vịt lo lắng đau đầu nhất không? Sammy Đào hay Phong Cận? Các bạn biết rồi đấy, Phong Cận là đội phó của team, nghĩa là khi Mr. Vịt có vấn đề gì thì Phong Cận sẽ là người gánh vác. Nhưng hay, Phong Cận là người không có khái niệm giờ giấc nhất nên anh Mr. Vịt cũng khá đau đầu đấy chứ. Anh Vịt ơi, có khi phải sắm một cái sổ đầu bài thôi. Lo như nào cũng phải xem câu tiếp theo nè. Đố bạn biết được biệt danh ông hoàng bừa bộn của Phong Cận do ai đặt, Sammy Đào hay Mr. Vịt? Ý chà chà, yêu nhau lắm cắn nhau đau nha. Còn có thể là ai ngoài chị Sammy nữa? Người thu dọn bãi chiến trường cho hoàng tử bừa bộn Phong Cận không ai khác chính là chị Sammy. Ôi, đúng là đằng sau hoàng tử thanh lịch là bóng dáng cô người yêu cú té quá mà. Eo, họp fan vui quá xá là vui luôn, đọc thư cũng xúc động quá trời. Nhưng có một thành viên có biểu hiện lạ lắm à nha. Bạn có biết tại sao anh Mr. Vịt lại sang chấn tâm lý như thế khi đọc thư fan gửi không? Vì thư trống trơn hay thư quá ngắn? Nó quá ngắn các bạn ơi, đơn giản chỉ là một câu gửi anh Mr. Vịt, anh đọc lá thư team cho tất cả mọi người nghe nha. Xong, chấm hết và video của nhanh trí cũng hết rồi, nhớ subscribe nhé.